châu Phi, là nơi sản sinh rất nhiều danh thủ nổi tiếng của bóng đá thế giới. Trong đó có những cá nhân kiệt xuất cũng đã từng nhận lấy những danh hiệu cao quý, đơn cử như George Weah với quả bóng vàng. Bên cạnh đó, chúng ta không thể bỏ qua James Wood giành giải được rất nhiều cầu thủ châu Phi giành được. Sau đây, hãy cùng cảm sâu tìm hiểu xem danh sách những cầu thủ châu Phi đã từng chạm tay vào chiếc cúp tay vào giành giải là những ai. Rooks Robbella, Liverpool, mùa 83-84. Năm 1981, Robbella gia nhập Liverpool từ câu lạc bộ Vancouver Whitecaps của Canada và lập tức gây ấn tượng trong trận ra mắt trước Wolverhampton. Một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất của Rooks Robbella là ở trận chung kết FA Cup năm 1986, khi Liverpool đánh bại đội bóng cùng thành phố Everton với tỷ số 3-1. Tại đây, Robbella đã có hàng loạt pha cứu thua, trong đó nổi bật là hàng loạt những tình huống bật nhảy để cản phá những cơ hội từ các chân sút đối phương, cũng như ngăn chặn các tình huống đánh đầu, sút đưa bóng về lưới nhà của Alan Hansen. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải hình ảnh đáng nhớ nhất của Robbella tại Anfield. Năm 1984, trong trận chung kết cúp C1 châu Âu, Liverpool và Roma hòa nhau với tỷ số 1-1. Ở loạt sút luân lưu, Robbella với trò biểu diễn nhảy múa tay chân đã khiến Francesco Graziani không thể tập trung và sút bóng đi lên khán đài. Chính sự tinh quái đã giúp ông ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành một trong những cầu thủ châu Phi đoạt được Champions League giành giải. Rabah Maja, Porto, mùa 85-86. Rabah Maja được sinh ra và lớn lên tại Algeria. Ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình vào năm 1983. Tiền đạo người Algeria đã kinh qua những câu lạc bộ nhỏ, cuối cùng được Porto mang về. Rabah Maja cập bến câu lạc bộ Bồ Đào Nha vào mùa giải 85-86. Và ngay sau đó, ông đã lập tức cùng đội bóng này tạo nên lịch sử. Tại cúp C1 châu Âu mùa đó, Porto có cuộc đối đầu với Bayern Munich. Sau khi bị dẫn trước 1-3, đại diện của Bồ Đào Nha đã chơi kiên cường để kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 2-1. Điều này giúp Rabah Maja trở thành cầu thủ tiếp theo đến từ châu Phi có được Champions League. Abdi Pele, Marseille, mùa 92-93. Abdi Pele là một trong những cầu thủ châu Phi đầu tiên sang thi đấu ở châu Âu. Ông từng chơi bóng ở Thụy Sĩ, Đức, Ý, nhưng thành công hơn cả là tại Pháp. Tại đội bóng thành phố Cảng, nơi mà ông giúp Marseille chơi thành công trong những năm đầu của thập niên 90, trong đó nổi bật là mùa giải 92-93, khi Pele cùng với Marseille giành chiến thắng trước một AC Milan hùng mạnh ở trận chung kết Champions League. Ông cũng là đội trưởng của đội các ngôi sao châu Phi giành thắng lợi trước đội các ngôi sao châu Âu tại Meridian Cup năm 1997. Năm 82, Abdi Pele cùng với đội tuyển Ghana vô địch châu Phi, nhưng ông lại chưa một lần xuất hiện tại sân chơi World Cup. Abdi Pele cũng đang là người nắm giữ kỷ lục với số lần vô địch giải châu Phi với 5 lần, xếp trên huyền thoại Roger Müller của Cameroon. Finidi Jock, Nkwanko Kanu, Ajax, mùa 94-95. Finidi Jock lẫn Nkwanko Kanu là những huyền thoại bóng đá người Nigeria, khi cả hai đều từng là những nhân tố quan trọng của siêu đại bàng tại các kỳ World Cup. Finidi Jock có cái chân phải cực ngoan, ông luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí cánh phải, nơi đã làm nên tên tuổi của ông tại quê nhà Nigeria cũng như châu Âu. Còn với Nkwanko Kanu, với bản năng sát thủ trong vòng cấm, cùng với sức mạnh thể chất của người dân châu Phi, Kanu luôn là nỗi khiếp sợ trong vòng cấm đối thủ. Tại Champions League mùa 94-95, Ajax là nơi đã tạo dựng nên tên tuổi của cả hai cầu thủ người Nigeria. Finidi Jock đầu quân cho đại diện thành phố Amsterdam vào năm 93 cùng với người đồng hương Nkwanko Kanu. Và chỉ 2 năm sau, hai người con đến từ châu Phi đã cùng với đại diện Hà Lan giành được chức vô địch Champions League trước AC Milan hùng mạnh. Ibrahim Tanko, Dortmund, mùa 96-97. Ibrahim Tanko chuyển đến câu lạc bộ vùng rua từ câu lạc bộ quê nhà King Faisal Babies của Ghana. Ibrahim Tanko ra mắt Bundesliga trong trận thắng 5-0 của Dortmund trước Stuttgart, và bản thân ông cũng kết thúc mùa giải đầu tiên của mình trên đất Đức với 14 trận đấu và 1 bàn thắng. Dù cùng Dortmund vô địch Champions League mùa giải 96-97, tuy nhiên trong cả 3 trận đấu được vào sân, Tanko chỉ có cơ hội ra sân từ ghế dự bị. Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được danh hiệu cúp châu Âu mà ông đã từng có được trong sự nghiệp của mình. Samuel Kufur, Bayern Munich, 2001. Samuel Kufur cũng là một người con của đất Ghana. Ông được biết đến là một trung vệ giàu sức mạnh, từng thi đấu rất thành công tại Bayern Munich. Kufur chuyển đến câu lạc bộ vùng Bavaria từ Torino, nơi mà ông đã có 11 mùa giải chơi tại Đức. Samuel Kufur, bằng nỗ lực bản thân, ông đã đi từ đội trẻ của Bayern
vươn lên trở thành nhân tố số 1 trong chức vô địch Champions League 2021. Không những là một trong những nhân tố chính, Simon Kufu còn là một cầu thủ không thể thiếu trong hệ thống của đội bóng nước Đức. Jeremy, Real Madrid, 99-2000, 201-202. Jeremy là một cựu cầu thủ bóng đá người Cameroon đã có tận 2 lần vô địch cúp châu Âu cùng với Real Madrid. Với vị trí tiền vệ phải quen thuộc, Jeremy đã có những đóng góp quan trọng giúp đội bóng thủ đô có được hai chiếc vô địch châu Âu mùa 99-2000 và 201-202. Bên cạnh đó, Jeremy còn từng chơi cho các đội bóng danh tiếng tại nước Anh như Newcastle hay Chelsea. Benny McCarthy, Porto, 203-204. Benny McCarthy chắc chắn là một trong những tiền đạo da màu phải có trong bộ sưu tập tiền đạo của Jose Mourinho. Khi tiền đạo người Nam Phi đã có một mùa giải bùng cháy cùng với Porto, khi anh đoạt được danh hiệu vua phá lưới tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha với 20 bàn thắng sau 30 trận đấu. Bên cạnh đó, danh hiệu Champions League 2004 là quan trọng nhất khi Benny McCarthy là người đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Man United, góp phần quan trọng vào chức vô địch năm đó của Porto. Jimmy Traoré, Liverpool, 2004-2005. Cầu thủ người Mali khởi đầu sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ quê nhà La Vam trước khi được những câu lạc bộ lớn châu Âu để mắt. Cập bến Liverpool vào năm 1999, Jimmy Traoré dù không được ra sân nhiều, nhưng anh khi ấy vẫn là một cầu thủ có tiếng nói trong phòng thay đồ và được Liverpool giữ lại. Sự nghiệp của Traoré tưởng chừng sẽ chững lại trên ghế dự bị, nhưng anh bất ngờ được Rafael Benitez hồi sinh. Chính Traoré cũng là người đã góp một phần trong chiến tích đêm Istanbul kỳ diệu để giúp Liverpool nhận lại chiếc cúp tay vò giành giá từ tay AC Milan, cũng như tự mình đi vào sử sách của những cầu thủ châu Phi từng có được danh hiệu cao quý này. Samuel Eto'o, Barcelona 2005-2006 và 2008-2009, Inter Milan 2009-2010. Không cần phải bàn cãi về sự vĩ đại của tiền đạo người Cameroon khi Eto'o là nhân tố rất quan trọng trong mọi chiếc vô địch châu Âu của hai gã khổng lồ Barca và Inter. Với tốc độ, khả năng sang bàn, những cú dứt điểm tinh tế trong vòng cấm đã đưa Samuel Eto'o đến với thành công trong sự nghiệp của mình với 3 chiếc vô địch Champions League. Yaya Touré, Barcelona 2008-2009. Yaya Touré chinh phục được cúp tay vòi bên cạnh Samuel Eto'o trong mùa áo Barcelona mùa giải 2008-2009. Tiền vệ người Bờ Biển Nga tuy chơi hay và được nhiều người biết đến trong thời kỳ khoác áo Manchester City, nhưng anh lại đoạt được danh hiệu danh giá nhất châu Âu cùng với Barcelona. Với sức mạnh thể chất và những cú sút xa uy lực, Yaya Touré luôn là một quân bài quan trọng nơi tuyến giữa của bất kỳ câu lạc bộ nào. Seydou Keita, Barcelona 2008-2009. Tiền vệ người Mali, sau những năm tháng chinh chiến trên đất Pháp, anh có cơ hội khoác lên mình màu áo của gã khổng lồ châu Âu. Năm 2008, Seydou Keita ký hợp đồng với Barcelona với giá 14 triệu euro. Seydou Keita tuy chơi không quá nổi bật trong tập thể toàn sao thời đó của Barca, nhưng anh vẫn góp rất nhiều cho đội bóng ở khía cạnh chuyên môn. Souli Muntari, Inter 2009-2010. Souli Muntari là tiền vệ trung tâm người Ghana. Anh từng cùng với Inter vô địch Champions League 2009-2010. Cầu thủ này chơi rất nổi bật trong hệ thống của Jose Mourinho mùa đó. Và Souli Muntari cuối cùng cũng đoạt được ước mơ lớn nhất trong cuộc đời cầu thủ của mình, đó là Champions League, cũng như ghi tên vào danh sách những cầu thủ châu Phi từng có được danh hiệu này. Bên cạnh đó, trong lực lượng của Inter khi đó có một cầu thủ người châu Phi khác là Mateo Mariga, khi cầu thủ người Kenya cũng có tên trong thành phần vô địch Champions League. Jean-Noël Mikel, Michael Essien, Salomon Kalou, Didier Drogba, Chelsea 21-22. Chelsea mùa giải đó là một tập thể kiên cường trước tất cả mọi khó khăn và thử thách. Họ đã có khởi đầu mùa giải khá chậm chạp, nhưng cuối cùng lại trở thành nhà vô địch châu Âu trong sự thuyết phục của tất cả. Bên cạnh đó, chúng ta không thể bỏ qua những đóng góp của những người con châu Phi vào chiến tích quan trọng đó như Jean-Noël Mikel, Michael Essien và đặc biệt là tiền đạo huyền thoại của đội bóng Didier Drogba. Chúng ta cũng không thể bỏ qua những nỗ lực đóng góp của một ngôi sao khác đến từ Bờ Biển Nga là Salomon Kalou. Mặc dù không nổi bật bằng các đồng đội còn lại, nhưng Kalou vẫn là một mắt xích trọng yếu trong chiếc vô địch thần kỳ năm đó của đội bóng được dẫn dắt bởi Di Matteo. Ashraf Hakimi, Real Madrid 27-28. Đây là một trong những chân chạy cánh xuất sắc nhất ở hành lang phải mà bóng đá châu Phi từng sản sinh. Ashraf Hakimi dù đang đầu quân cho cả nhà dòng PSG và chật vật trong cuộc chinh phục Champions League, nhưng Hakimi trước đó đã kịp bỏ túi cho mình một danh hiệu này trong màu áo Real Madrid, cũng như trở thành cầu thủ người Maroc đầu tiên có được danh hiệu này. Dù khi ấy
Hakimi chỉ là sự lựa chọn thứ ba sau Nacho Fernandez và Dani Carvajal. Tuy nhiên, với hai lần ra sân cũng đủ để Hakimi có điều kiện góp mặt trong đội hình của Real Madrid vô địch Champions League. Mohamed Salah, Sadio Mane, Joe Matip, Tammy Keita, Liverpool 2018-2019. Bởi bốn cầu thủ người châu Phi trả già suốt 3 tuyến trong đội hình, Liverpool đã có một kỳ cúp châu Âu trong mơ khi giành được danh hiệu này rất thuyết phục trước mũi của Tottenham Hotspur. Khi Salah và Mane với tốc độ lẫn sự khéo léo của mình đã thay nhau sang lưới đối thủ, còn Naby Keita âm thầm đóng góp vào mặt trận tấn công. Cuối cùng là sự chắc chắn với hòn đá phạt nơi tuyến cuối cùng với Joe Matip. Nếu không có trung vệ người Cameroon đá cặp thì Van Dijk khó có thể phát huy được những phẩm chất của mình. Edouard Mendy, Hakim Ziyech, Chelsea 2020-2021. Edouard Mendy và Hakim Ziyech đã trở thành hai người con gần nhất của châu Phi có vinh dự chạm tay vào Champions League. Với Mendy thì đó có lẽ là một dấu mốc quan trọng cũng như sự ngạc nhiên trong sự nghiệp khi từ một cầu thủ đứng trước nguy cơ bỏ cuộc vì cuộc sống nghèo khó cho đến một thủ môn vĩ đại và đóng góp rất nhiều vào chiếc vô địch giành giải. Còn về phần Ziyech, tiền đạo người Maroc chưa để lại nhiều ấn tượng, nhưng với những phẩm chất kỹ thuật, Ziyech vẫn có những đóng góp trong hành trình chinh phục Champions League mùa đỏ của Chelsea. Và đó là tất cả những cầu thủ đến từ châu Phi có vinh dự chạm tay vào chiếc cúp C1 châu Âu đầy danh giá. Một châu lục bị giằng xé bởi chiến tranh, nghèo đói, phân biệt chủng tộc và bệnh tật, nhưng họ đã dũng cảm đặt chân mình sang châu Âu, một đất nước xa lạ với những ánh mắt kỳ thị, và chạm tay vào chiếc vô địch mà bất kỳ cầu thủ nào cũng hằng mơ ước.